Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Hai 22 tháng 8, 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Bản tin đặc biệt về virus Zika tại Miami, tiểu bang Florida. Tiếp theo là bản tin thời sự với Thi Nga và sau cùng là IV News với Nam Anh. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin gửi đến quý vị bản tin quan trọng trong ngày. Kính chào quý vị. Tổng thống Obama trở lại Tòa Bạch Ốc, sẵn sàng cho những nghị trình làm việc bận rộn trong những tháng cuối sau khi đi nghỉ hè. Tổng thống Barack Obama đã trở về sau khi cùng gia đình đi nghỉ hè và sẵn sàng cho một mùa thu bận rộn với rất nhiều nghị trình, bao gồm áp lực quốc hội, chuẩn chi ngân sách để chống lại virus Zika và cũng như chống lại những luận điệu của các chính trị gia Cộng Hòa, cho rằng chính phủ của ông đã phải chi ra 400 triệu để chuộc các con tin bị nước Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt bỏ tù. Ông Obama cũng được dự kiến sẽ đi vận động giúp cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ thắng cử tổng thống. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ vận động thêm quỹ tranh cử, nhưng những phát biểu của bà tại các cuộc vận động vẫn là một ẩn số. Bà Hillary Clinton vừa trải qua một cuối tuần vô cùng bận rộn trên bước đường đi vận động tranh cử tại một số thành phố ở vùng Duyên Hải miền Đông, nơi quy tụ giới nhà giàu nhưng cũng mang lại cho bà rất nhiều nguồn tài chính cho quỹ tranh cử tổng thống. Bà Clinton đã ăn trưa với một số thương gia giàu có và những người nhà giàu ủng hộ bà tới ăn trưa tại nhà hàng Nantucket ở ngay bãi biển. Họ đã dùng qua các món đặc sản địa phương như bánh tôm chiên và bánh cua nướng lò. Một vài giờ sau đó, bà và chồng là cựu tổng thống Bill Clinton đã ăn tối thân mật với 30 doanh nhân giàu có trong bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự mắc tiền ở đảo nghỉ mát Martha Vineyard. Và trưa Chủ nhật vừa qua, bà cùng với nữ ca sĩ nổi tiếng Cher tham dự chương trình của nhóm người đồng tính nam và nữ, những người chuyển giới LGBT Summer Celebration, tổ chức tại nơi Cape Cod. Và buổi chiều cùng ngày, bà đã phát biểu trước một cử tọa gồm 2.200 ủng hộ, nhưng những điều bà nói với cử tọa vẫn là một điều bí ẩn. Các viên chức của đảng Cộng Hòa nhấn mạnh là ứng viên Tổng thống Donald Trump cuối cùng cũng đã chuyển hướng cho các cuộc vận động tranh cử và sẽ bắt kịp với ứng cử viên của đảng Dân Chủ Hillary Clinton vào khoảng dịp lễ Labor Day. Tuy vậy, trưởng ban tổ chức chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã bác bỏ ý tưởng một Donald Trump nay đã thay đổi chỉ là điều vô nghĩa. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng Hòa là ông Renes Brebus khi đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật cho biết ông Donald Trump đã trưởng thành và đã đi vào khuôn phép và tôi nghĩ ông ấy sẽ đi đúng hướng trở lại. Các cuộc thăm dò cử tri trên toàn quốc cho thấy ông Trump hiện đang thua bà Clinton khoảng 5%, nhưng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng Hòa dự đoán ông Trump sẽ bắt kịp bà Clinton trong tháng 9. Trưởng ban vận động mới vừa được ông Trump chọn để thay thế ông Paul Manafort là bà Kellyanne Conway cũng lặp lại thái độ lạc quan của ông Brebus khi bà tuyên bố ứng cử viên Donald Trump vừa có một tuần lễ vận động tốt nhất. Bà Conway được ông Trump chọn là chủ tịch ủy ban vận động thay thế ông Paul Manafort đã xin từ chức khi ông Trump quyết định thay đổi nhân sự từ tuần trước. Một trong những người mới được ông Trump chọn nữa là nhà báo Stephen Bannon, chủ nhiệm của hãng tin nổi tiếng Breitbart News có một nội dung bảo thủ của cánh cực hữu của các chính trị gia Cộng Hòa. Ông Donald Trump dùng tiểu bang North Carolina làm tiêu biểu để tấn công chính sách kinh tế của bà Clinton. Tại cuộc vận động ở thành phố Charlotte, ông Trump đã dùng những lời lẽ mạnh để tấn công chính sách kinh tế của bà Hillary Clinton. Ông nói Hillary Clinton nợ tiểu bang North Carolina một lời xin lỗi vì chính sách hỗ trợ, hiệp ước thương mại của đảng Dân Chủ đã khiến cho nhiều người bị mất việc làm. Nhưng sự tấn công đó đã không được hưởng ứng và tán thưởng bằng cách tràn pháo tay. Tiểu bang North Carolina được coi là tiểu bang then chốt đối với ông Trump cho cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Số lượng cử tri tại tiểu bang này ủng hộ ông càng ngày càng co lại và nền kinh tế của tiểu bang này như là ngành dệt may và sản xuất bàn ghế hiện nay không còn thống lĩnh thị trường như trong các thập niên trước. Ngành ngân hàng, công nghệ về kỹ thuật và những ngành công nghiệp khác đã giúp cho sản lượng kinh tế của tiểu bang North Carolina phát triển nhanh hơn
so với bất kỳ tiểu bang khác trong 3 năm. Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về virus Zika tại Miami ở tiểu bang Florida. Kính chào quý vị! Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ CDC cảnh báo phụ nữ mang thai nên tránh tới thành phố biển Miami ở tiểu bang Florida. Hôm thứ Sáu vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch là một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Hoa Kỳ đưa ra thông báo cho biết là một phần của thành phố biển Miami nổi tiếng đã được xác định là khu vực đang lây lan virus Zika do loài muỗi gây ra. Đây là khu vực thứ nhì tại quận Miami-Dade có một số trường hợp nhiều đủ để các viên chức y tế khuyến cáo các phụ nữ mang thai nên tránh tới. Khu vực mới bị virus Zika có 5 trường hợp được xác nhận là nơi có nhiều khách sạn nhìn ra biển, nhà hàng và khu mua sắm mà khách du lịch thường xuyên lui tới. Trả lời các phóng viên qua điện thoại hôm thứ Sáu, bác sĩ Thomas Frieden, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch CDC, nhìn nhận sự thử thách dịch bệnh đang xảy ra tại khu vực tại bãi biển nổi tiếng này. Chúng tôi không nghĩ rằng lời khuyên của chúng tôi khuyên nên mặc áo sơ mi tay dài và quần dài có thể được hưởng ứng rộng rãi trong một số các khu vực này, và đây là một trong những điều sẽ làm cho việc kiểm soát phức tạp hơn, ông nói. Cho đến nay, đã có 14 trường hợp bị bệnh nhiễm trùng do muỗi truyền được ghi nhận ở Florida, đa số tại vùng Miami. Hiện tại vẫn thấy có những nỗ lực để kiểm soát muỗi đang được thực hiện rộng rãi. Và một trong những nỗ lực đó là giới chức y tế dùng máy bay nay phun thuốc xịt muỗi trên bầu trời tại các khu phố Miami đang bị muỗi lan truyền virus Zika. Nhưng phương pháp đó không thể thực hiện tại thành phố biển Miami vì gió biển thổi mạnh và là nơi có nhiều tòa nhà cao tầng nên máy bay bị hạn chế. Vì thế, phương pháp này hầu như không đạt được hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch cũng khuyến cáo những phụ nữ mang thai ngoài chuyện nên hoãn các chuyến tới các nơi đang bị virus Zika ở Miami Beach, cũng không nên đến các khu vực khác tại quận Miami-Dade, nơi đã có những trường hợp bị virus Zika được báo cáo. Tính cho đến thứ Tư tuần rồi, đã có 2.260 trường hợp Zika tại nội địa Hoa Kỳ và khu vực District of Columbia, và 8.038 trường hợp trong các lãnh thổ Hoa Kỳ, bao gồm Puerto Rico. Tại lục địa châu Mỹ, đa số trường hợp bị truyền virus Zika đều do du lịch tới những nơi đang bị Zika ở các nước Nam Mỹ và các đảo quốc ở vùng biển Caribbean. Và trong số này, có nhiều trường hợp bị truyền qua đường tình dục. Bác sĩ Frieden cho biết, chúng tôi không thể dự đoán điều này sẽ tiếp tục bao lâu nữa, nhưng chúng tôi biết sẽ rất khó khăn để kiểm soát. Ông cho biết thêm, theo yêu cầu của Thống đốc Rick Scott, Trung tâm CDC dự trù sẽ gửi thêm 5.000 mẫu xét nghiệm Zika cho tiểu bang để bổ sung cho 10.000 mẫu xét nghiệm đã gửi trước đó trong kế hoạch phòng chống và một ngân khoản 35 triệu đã được gửi cho tiểu bang. Các đại biểu của tiểu bang Florida tại lưỡng viện quốc hội đã tranh luận trong nhiều tuần để kêu gọi quốc hội cần trở lại Washington để thông qua dự luật tài trợ cho chương trình nghiên cứu để bào chế vaccine phòng chống Zika. Dân biểu Carlos Cubillo thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết sự lây lan của Zika đã ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương. Ông nói, tại Wynwood, khu phố đầu tiên có trường hợp Zika lan truyền tại địa phương đã bị ảnh hưởng. Các hoạt động thương mại tại đây đã giảm đáng kể. Và trong trường hợp của thành phố biển Miami, tụ điểm du lịch hàng đầu của tiểu bang Florida sẽ không còn nghi ngờ gì nó cũng sẽ tác động tiêu cực tương tự về kinh tế. Tin tức cũng nhắc nhiều đến vấn đề các vị lãnh đạo tại quốc hội đang tìm cách đổ lỗi cho nhau vì thụ động. Thượng nghị sĩ Harris Reid của đảng Dân Chủ, lãnh tụ khối thiểu số thượng viện tuyên bố, sự lây lan của Zika là chuyện đau buồn, nhưng nó không phải là điều đáng ngạc nhiên. Các giới chức y tế đã cảnh báo điều này sẽ xảy ra, và đó là lý do tại sao đảng Dân Chủ yêu cầu hành động vài tháng trước đây. Một tuần sau khi chính quyền thông báo sẽ chuyển khoảng 81 triệu từ Bộ Y tế và Xã hội để tài trợ bào chế một loại vaccine Zika và nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa, thì các đại biểu quốc hội của Đảng Cộng Hòa tự hỏi tại sao chính quyền không sẵn sàng làm nhiều hơn. Và đây là dịp để chính quyền nỗ lực hơn nữa, kêu gọi dân chúng ghi danh bảo hiểm y tế.
Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Sylvia Matthews-Burwell, thượng nghị sĩ lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Tennessee, nêu câu hỏi tại sao chính quyền yêu cầu chuẩn thuận ngân khoản dành cho Zika, trong khi chính quyền đang có kế hoạch cho một chiến dịch quảng cáo về chương trình cải tổ bảo hiểm y tế. Ông nói, tôi muốn biết những dữ liệu để chính quyền tin vào và vận động cho chiến dịch quảng cáo về chương trình bảo hiểm và tại sao nó lại được dùng làm ngân khoản tài trợ cho chương trình cải tổ y tế Obamacare thất bại. Đó hơn là sự quan trọng và ưu tư cho y tế công cộng, như việc phòng chống lây lan virus Zika. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Chương trình học Việt ngữ từ mẫu giáo tới lớp 8 Silver Spring, Maryland. Thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ 20 chiều vào mỗi Chủ nhật, từ ngày 11 tháng 9 năm 2016 đến ngày 18 tháng 6 năm 2017, ngoại trừ các ngày lễ. Địa điểm: Trường White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20904. Học phí: 170 Mỹ Kim mỗi em. Điều kiện: các em phải tròn 6 tuổi trước ngày 1 tháng 9 năm 2016. Chương trình do Giáo xứ Công giáo Mẹ Việt Nam điều khiển, nhưng nhận tất cả con em người Việt có cơ hội đồng đều ghi danh theo học Việt ngữ, không phân biệt tôn giáo. Hạn chót ghi danh: ngày 20 tháng 8 năm 2016. Đơn ghi danh xin lấy trên mạng olvn-dc.org. Xin gửi đơn và chi phiếu về Our Lady of Vietnam Catholic Church, 11812 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20904. Mọi chi tiết xin liên lạc 301-625-4895 hoặc email tới bdh.glvnmd@gmail.com. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251. Bình Lê Auto Care hân hoan chào đón quý khách. Gara Auto Care Bình Lê chuyên sửa chữa các loại xe ngoại quốc và xe Mỹ, chuyên sửa máy làm thắng, hệ thống điện, AC, làm minor body. Nhận check xe cũ trước khi mua, tại đây chúng tôi có hệ thống điều khiển chuẩn bệnh xe ô tô bằng máy computer. Khi đến với dịch vụ của chúng tôi, quý vị sẽ được giảm giá 4 Mỹ Kim cho dịch vụ Safety and Emission Inspection. Quý khách cần mua xe cũ xin hãy ghé tiệm chúng tôi. Địa chỉ 100 Hillwood Avenue, Falls Church, Virginia 22046. Số điện thoại 703-532-0513. Thưa quý vị, một vinh dự mà Luraco xin được chia sẻ là thời gian sắp tới, ghế massage i7 sẽ có mặt trong hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. I feel amazing, I feel rejuvenated. It just really helped out a lot. The heat and the stretching. The foot massage, the rollers were really nice as well. It relieved a lot of stress and anxiety. I fell asleep for about 5 minutes. It was awesome. Foot rollers was amazing, and then I really also like the heat. Very relaxing. It's nice for a long, stressful day. It doesn't surprise me at all that it's the world's number one medical massage chair. My favorite part was the leg stretching and the feet massage. It helps a lot. I like the lower body stretching and the foot rolling. The technology really helps out a lot. It was amazing. I really enjoyed the feet. I mean, it really got every part of your body, I felt like. There's actually no surprise to me that iRobotic 7 is the world's number one medical massage chair. Hãy gọi cho Luraco ngay hôm nay để sở hữu một chiếc ghế massage tốt nhất cho gia đình quý vị.